nay em muốn dẫn cho mọi người cái cách để mình có thể tư duy đúng đó. Thì bây giờ trước mắt là phải xong được cái phiếu này đã, thì là cái phiếu này là ok đúng không, Ừ. hiểu đúng không? Rồi, Thế em thấy ok. thấy không, thấy hiểu không? Lấy Ừ, thì cứ cái gì mà mình thì em chỉ muốn nhắc mọi người gì sau này mà bất kể mà một cái gì đó mà mọi người không hiểu thì mình phải luôn luôn ghi nhớ nó là tất cả nó là tại mình vì mình nói nó khó hiểu hoặc là mình chỉ nó không rõ ràng chứ không phải là vì người ta không hiểu, thì tự nhiên như thế thì dễ hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok. Tiếp theo thì bây giờ cái của cửa hàng chị thì là chị cứ làm theo những cái mà em đã bảo chị mà chị chưa làm hết, thế giờ cứ làm tốt nhé, và nhớ là bây giờ phải kết bạn Zalo cho em tất cả những hàng đó, và mình cứ tạm thời mình chỉ cần lập một cái fanpage trước thôi, không cần phải lập cái gì cả, bởi vì lập những cái khác thì nó lại phức tạp ra, nó lại làm cho mình rối, thì cứ lập cho em cái fanpage đưa tất cả sản phẩm lên đó, đầu tiên cứ thế thì đã, và sau này từ bước một, và sau này mà chị đập xong chị viết hết sản phẩm lên và chị viết được bài nhiều nhiều khoảng 1 tuần thì bắt đầu bảo em sẽ dạy chị cái cách để mình có thể là bắt đầu đẩy dần cái kênh của mình là sao hiệu quả, và khi một kênh hiệu quả thì bắt đầu em sẽ dạy chị cái kênh tiếp theo, thì như vậy mình không cần ngộp, nó nhẹ nhàng nó phù hợp nhá. Thì bây giờ cái buổi hôm nay ấy, em gọi mọi người lên bởi vì như này, bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ gặp nhau và đào tạo nhau vào buổi sáng, và nếu như mà chị Thủy mà chị có những cái câu hỏi riêng mà về việc kinh doanh của chị thì chị cần phải hẹn trước, và cần cái thứ hai là đúng giờ, nếu như ai đó mà chúng ta mà không đúng giờ thì buổi này là buổi đầu tiên, còn cũng buổi sau là cứ auto thôi nhé, bởi vì là em nói chị là như này, những Năm cái năm gì mà em năm dạy ấy, thì là năm cứ một lỗi là 500.000 và không thắc mắc, bởi vì cứ một ngày mà không được phạt nên gấp đôi, để cho mọi người có một cái ý thức là lần sau không được sai, và khi như vậy thì mọi người sẽ thay đổi, là một là tham gia cuộc chơi, hai là nghỉ, bởi vì sao, chúng ta là lead, chúng ta sẽ không thể nào để chúng ta phải có kỷ luật, và kỷ luật một cái câu em được thấy em dạy mà em thấy rất là tuyệt vời, đấy là kỷ luật là tự do, và thấy nó rất là hay, khi mình kỷ luật mình thành công mình sẽ có những cái tự do rất là thành công trong cuộc sống. Thế bây giờ em tiếp tục em chia sẻ là bắt đầu từ hôm nay thì em sẽ chia sẻ cái cách để cho chúng mình sẽ làm việc trước, đối với mình sẽ có cái cách tư duy quan trọng nhất là tư duy làm việc, thì mình hiểu là như thế này, cái tư duy là quan trọng nhất, cái tiếp theo là chiến lược, và cái tiếp theo nữa mới liên quan đến công cụ. Cái mà fanpage ấy, em muốn đầu tiên là để chị Thủy và cũng muốn là các bạn và hiểu một điều là gì, đừng sợ công nghệ, bởi vì mình không phải là người tạo ra công nghệ. Thì ví dụ như này cho mọi người dễ này, nếu bây giờ bắt chị Thủy mà nghĩ ra một cái món ăn gì đó lạ, tức là món ăn chưa từng ai trên đời này người ta nấu hết, mà em lại bảo chị này bây giờ chị Thủy ơi chị nấu cho em món cá kho mà chưa bao giờ có trên đời cuộc đời này, thì chị thấy khó không? Nói rồi chị bắt mọi người làm thì chị thấy có ai nghĩ được, tức là chưa từng có trên cuộc đời này, thì cái đấy chỉ đầu bếp thôi, chuyên gia tất nhiên là người ta vẫn nghĩ ra được nhưng không phải là mình đó. Thì bây giờ mình hiểu đơn giản là Facebook hay các công cụ sử dụng của Facebook, thì mình hiểu đơn giản là đấy là cái món ăn nó đã có, và bây giờ cũng phải dạy cho mình làm, thay vì mình làm phức tạp thì bây giờ mình làm nó đơn giản ra, tức là thay vì mình làm ví dụ như là chị sử dụng là Facebook này, TikTok này, fanpage, thì bây giờ là TikTok rồi em bảo chị YouTube một cái gì đấy, bây giờ em bảo chị là thôi cứ làm fanpage trước, sau đó là fanpage, thì bây giờ em sẽ chia nhỏ ra cho chị là gì, lập fanpage rồi đến viết bài fanpage, thì cứ viết đi đã, đăng ảnh lên viết thì đã, nó quen đã, rồi bắt đầu đến bước tiếp theo, tức là mình sẽ chia nhỏ công đoạn ra, thì giờ quay sang nấu ăn này, ví dụ như mình mua cá về mình ví dụ mình sẽ chia nhỏ nhé, nhớ về về nguyên tắc mọi người như này, và sắp tới mọi người đào tạo thì mọi người sẽ làm thế, đầu tiên là mình là gì, mình sẽ định là gì, chia nhỏ tất cả những cái, chia nhỏ và đơn giản mọi thứ, và mình cố gắng là đơn giản nhất những cái gì có thể. Đấy. Mình sẽ xác định là mình phải đơn giản mọi thứ, thì khi đơn giản thì mọi người đều cũng sẽ hiểu, và nếu mọi người không hiểu thì là tại ai, Tại là người ừ, đúng, tại người giảng. Nghĩa lúc nào mình phải ý thức cái điều đó để mình điều chỉnh mình, chứ mình không phải là mình đi điều chỉnh người ta mà mình phải điều chỉnh mình, thì mình chia nhỏ và mình đơn giản mọi thứ xuống, thì chị hiểu đơn giản nhé, bây giờ nấu ăn thay vì chị bảo người là nấu món cá đi, thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn mọi người là nấu cá thì phải làm gì, ví dụ rửa cá này, ra chợ mua cá, chọn con cá thế này thế kia, thế là từng bước một, việc chị chia bước nấu cá chị chia thành khoảng độ thay vì chị chia là 10 bước chị có thể chia làm 20 bước, xong mỗi bước nhỏ chị hướng dẫn người ta một bước một, một bước một, một bước một và một bước một, thế nên việc đầu tiên tư duy đấy là chia nhỏ và đơn giản thì mình mới có thể làm được. Và trong cái thời gian này Lan đào tạo mọi người thì Lan sẽ làm việc là nó sẽ viết ra những cái quy trình, thì trong cái lúc viết quy trình thì có thể nó không hoàn thiện ngay, thì mọi người trong quá trình mà mình đưa lên thì mọi người sẽ đóng góp là chị Lan ơi nói như này nó phức quá, hoặc là em muốn nó chia nhỏ nữa bởi vì em muốn như này, ví dụ như là đào tạo chị Thủy xong, chị Thủy đi đào tạo bạn A nguyên si cái bản đào tạo của em, và em sẽ gửi cho chị Thủy cái bản đào tạo đó, hay là chị sẽ gửi cái bản đào tạo cho Hồng, và Hồng sẽ đào tạo bên dưới thì phải đào tạo đúng cái bản như chị đào tạo và không sai lệch một chữ nào cả. Ví dụ chị Thủy công thức chị Thủy là gì, đi ra chợ
chọn cá chép. Con cá chép đấy phải là gì? Không, mình phải tự chọn và mình phải chọn con cá sống và luôn luôn nhìn để tránh là có những cái người người ta cầm con cá người ta ngoáy ngoáy đuôi cứ tưởng là sống nhưng thực ra nó là chết, đúng không? Mọi người có nhìn có cái đấy không? Đúng chưa? Đó, mình cứ tưởng nó sống, mình phải lưu ý một cái điều là như vậy. Tức là khi mà mình hiểu cái điều đó thì mình ý thức được cái điều đó, mà khi mình ý thức được cái điều đó thì là gì? À, lần sau người ta bán cá cái là phải đứng đấy mình nhìn và mình phải chỉ con cá sống bắt người ta mang ra, rồi bắt người ta phải phải làm cho mình cái con cá đó. Bởi vì nhiều người người ta không thật thà người ta lại đổi, đúng không? Sau đó là cắt ra làm ba khúc rồi rửa sạch, xong rồi về nhà rửa như thế nào đó đấy. Lúc đó mọi người sẽ hiểu là chia nhỏ ra từng đoạn một, thì sắp tới là em sẽ chia nhỏ nhất. Ví dụ như là nếu mà kinh doanh trên fanpage sang một cái bước sau, thì trên fanpage thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là gì? Trên cái page thì là lập fanpage là như thế nào. Ví dụ bước một là lập fanpage, sau đó bước hai là làm gì đối với bộ phận leader nhân tạo. Sau này bộ phận leader thì mình sẽ gì dạy bộ phận leader cũng từng bước một, nhưng đương nhiên bộ phận leader thì em sẽ đòi hỏi có tư duy, bởi vì nếu không có tư duy thì bắt buộc phải ở để người khác người ta quản lý. Bởi vì sao? Nếu như mà không có tư duy là không lên được hoặc lên rất chậm, đúng không? Nhưng nếu như có người hỗ trợ thì có phải mình lên nhanh hơn không? Giống như bên em ấy, khi mà mình có giám sát thì mình sẽ tuyển nhân viên về và mình phải đào tạo cho nhân viên của mình. Thì ở đây chị cũng phải đào tạo cho nhân viên của chị để làm sao nhân viên của mình là giám sát thì mình tuyển nhân viên của mình bên dưới, và để cho nhân viên của mình chạy thì mình phải đào tạo họ, thì phải đào tạo đơn giản nhất. Thì bây giờ ở công ty thì những cái bộ phận ví dụ như là leader thì đương nhiên là em dạy nó sẽ kiểu khác, em sẽ yêu cầu tư duy cao hơn. Thông thường em chỉ cho từ khóa hướng dẫn mọi người, cùng lắm là hướng dẫn cho cách dùng hoặc người ta phải tự người ta tìm hiểu đó. Còn nếu như bộ phận mà đơn giản là nhân viên thì bắt buộc mình phải chia nhỏ cái công việc ra và mình hướng dẫn một cách chi tiết và đơn giản nhất. Thì việc đầu tiên là mọi thứ em sẽ chia nhỏ và làm đơn giản hóa mọi thứ để cho tất cả các chị em đều có thể là gì được. Thì cái quy trình em sẽ xây dựng đơn giản và sẽ gửi cho mọi người để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái cách mình làm. Thì việc đầu tiên ấy thì là muốn mọi người hiểu là ví dụ như là mình xây dựng về cái quy trình bán hàng ấy, tiếp theo em muốn dẫn mọi người về cái quy trình bán hàng. Thì cái quy trình bán hàng thì đầu tiên của mình là mình tạo cái danh sách, list danh sách khách hàng. Thì ở buổi này sẽ chia sẻ cho mọi người về cái list danh sách. Thì list danh sách thì rất đơn giản như thế này, mình sẽ lên Zalo. Tiếp theo này, đây là tư duy đầu tiên em sẽ chia sẻ, đầu tiên là tư duy đấy nhé, là đơn giản. Nhân viên không, nếu mà tuyến nhân viên của mình mà không hiểu thì lỗi nó sẽ do mình không phải là do các bạn ấy, thì mình có thể hiểu điều đó chứ không phải cứ đổ tại là bạn ấy không hiểu, mà bởi vì mình đặt nó không hiểu quá phức tạp quá nên là người ta không hiểu được. Nên mình phải đơn giản đi. Thì cái việc bất kể cái gì thì vẫn muốn là chúng ta hiểu theo cái phễu như thế này để mọi người thay đổi tư duy. Nhớ nhá, ghi nó vào tư duy rồi đến cái gì, chiến lược rồi đến công cụ. Công cụ không phải là vấn đề mà cái tư duy mới là quan trọng, là cái đầu tiên. Thì em dạy mọi người là dạy mọi người tư duy vì cái đấy là cái cần nhất, sau đó sẽ dạy cho người về cái chiến lược làm như nào. Và đây chính là cái tư duy bài vừa chia sẻ, nó là tư duy đấy, tức là cái tư duy để mình làm sao để mình có được cái suy nghĩ. Nó đơn giản nhất là gì, lỗi không phải là tại họ mà là tại mình đó. Thì bất kể cái chuyện gì trong cuộc sống, nếu mình muốn cuộc sống nó vẻ thoải mái và hạnh phúc thì mình phải nghĩ nó là mình. Thì ví dụ như là có cái câu chuyện của ngày hôm qua chị nói chuyện với em đấy, là sự trách mình. Tức là khi mà mình trách ở đây không phải là mình dày vò bản thân nhé, cái này em không được khuyến khích chị em phụ nữ, bởi vì mọi người phải hiểu như này, mình điều chỉnh mình dễ hơn rất nhiều việc là điều chỉnh người khác. Mình không thể điều chỉnh được người khác mà mình chỉ có thể điều chỉnh được mình thôi. Và khi mình điều chỉnh mình ở đây thì mong muốn là chị em chúng ta là gì, điều chỉnh chúng ta một cái tư duy suy nghĩ tích cực. Và một chuyện gì đó mà không như chị em mình mong muốn thì phải hiểu đơn giản là vì mình chưa hiểu họ, chứ không phải là do người ta không tốt mà bởi vì là mình chưa hiểu hết. Ví dụ như có một ai đó làm cho các chị em là không cảm thấy ý, thì mình hiểu một điều gì, nếu như người ta có cái gì mà không có ý mình thì đơn giản là bởi vì mình chưa hiểu hết họ, và mình điều chỉnh mình trước và mình nhìn góc độ rộng ra. Khi mình nhìn góc độ rộng ra thì tự nhiên cái cuộc sống của mình lại vui hơn, lại không bị căng thẳng. Đúng đúng. Thì tự nhiên làm cho cái cuộc sống của mình lớn hơn. Ví dụ như là chị mong muốn ai đó làm cái việc gì đó thì người ta không làm cái việc của mình, hiểu thế đi. Thì ai đó thì tự nghĩ, thì ai đó làm cho mình đang phải suy nghĩ, bây giờ đừng nghĩ đến cái đó. Nếu mà suy nghĩ nó làm cho mình lại càng cáu, lại càng suy nghĩ tiêu cực, thì thay vì như thế thì mình nghĩ đơn giản là hãy nhìn vào điểm tốt của người ta. Thế thay vì mình nhìn vào cái điểm là người ta không tốt thì bây giờ mình nhìn vào điểm tốt đó, và mình nhìn vào điểm tốt xong thì mình nghĩ là thôi may nó cũng không vướng vào một số điểm xấu của những cái người khác, thế là tốt rồi. Mà mình thấy nó không vướng vào điểm xấu đấy thì mình thấy ủa thế là tuyệt rồi, thế là tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ nhàng thoải mái. Còn cuộc sống này thì nói thật mọi người là không bao giờ có cái gì như mình 100% hết, chắc chắn là như thế. Được điểm A thì mất điểm B, được điểm B thì mất điểm C. Mục tiêu của em là em sẽ đưa mọi người từ một điểm lên một điểm, từ một điểm A
là chúng ta sẽ lên một điểm B ở phía trên, và chúng ta sẽ cứ tiếp tục lên điểm C, rồi chúng ta sẽ lên điểm D, và sẽ chia nhỏ mọi người để mọi người sẽ lên từ lớp 1, từ điểm A. Và sau này mọi người cũng hướng dẫn cho những cái người cộng tác, nhân viên của mọi người ở những cái bộ phận đưa người ta từ điểm A đến điểm B, rồi điểm B đến điểm C. Thì việc đầu tiên nó thay đổi tư duy, và cái mà em vừa chia sẻ nó cũng là thay đổi tư duy, đúng rồi, cứ như Hồng là cứ mình đánh vào đấy mình sẽ nhớ. Thay đổi tư duy rất là quan trọng, và chúng ta phải ghi chép, bởi vì chúng ta đào tạo, khi mà đào tạo là cách hay nhất để chúng ta nhớ. Thì mọi người nhớ một điều là gì, bây giờ có cái gì mà không như mình mong muốn thì nghĩ một điều rằng là không sao cả, bởi vì cuộc sống như thế. Thì mọi người cứ tưởng tượng là nếu mà mình vui vẻ thì có phải là tự nhiên cái người bên cạnh mình người ta cũng sẽ thay đổi không? Đôi khi mình thay đổi thì người ta lại thay đổi, nhưng mình cũng không kỳ vọng nhé, mà mình cứ thay đổi trước đi, còn người ta thay đổi hay không thì mình cũng không quan tâm, nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ vui. Quan trọng nhất là chị em ta suy nghĩ tích cực, nếu mà ai đó mà giúp mình được tốt và giúp được thì mình tự làm, nhớ nhé, tự làm được là tốt. Chúng ta phải hiểu như này, chúng ta đang có đầy đủ chân tay mặt mũi sức khỏe là đã hơn được tỷ vạn người rồi, nên là mình phải hiểu là mình cứ nhìn vào góc độ đấy là mình sướng rồi. Video mình hay, cho mình xin một like ở YouTube để kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn, và cho mình xin một sub để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.